Thấy rồi thầy. Thấy rồi hả? Thì hôm bữa là mình đã học qua hai cái bệnh lý tiêu hóa này nha. Ha, thì hôm nay mình sẽ học tiếp cái bài tiếp theo, đó là cái bài về viêm gan mạn. Thì tương tự hai cái mục tiêu của mình đó, thì cũng trình bày được nguyên nhân và cơ chế ha. Rồi trình bày được các chẩn đoán của cái thể lâm sàng và trình bày được cái phương pháp điều trị theo cái thể lâm sàng của cái viêm gan mạn này. Thì nội dung bài học mình thì nó cũng tương ứng với lại và bốn bốn cái mấy cái phần về mục tiêu như mình đã trình bày ha. Thì đầu tiên là phần đầu tiên mình sẽ đi đó là cái phần về y học hiện đại của viêm gan mạn là gì. Thì cho phép mình hỏi xíu ha, thì không biết là mấy anh chị có biết gì nhiều về cái viêm gan mạn này không? Không biết đâu thầy ơi. Nhà mình chưa học cái gì về cái này hết luôn hả? Dạ chưa. Chưa luôn hả? Dạ. Thì ngày hai thì phải giúp bắt đầu mình vô định nghĩa ha. Thì cái bệnh lý ha, thì mấy anh chị thấy chữ cái viêm gan mạn nè, nó có cái gan trong đó ha, thì nó sẽ là những cái rối loạn về gan ha. Thì mức độ về nguyên nhân thì có nhiều nguyên nhân, thì đã đặc trưng bằng cái tình trạng đó là viêm và hoại tử cái tế bào gan, và cái thường thường á là nó sẽ kéo dài trên 6 tháng ha. À, mấy chị chú ý ha, nó giải thích được cái chữ viêm và chữ viêm ha, chữ gan và chữ mạn của mình ha, là mạn tính là thường thường là trên 6 tháng. Thì đối với cái đương nhiên là nếu có mạn thì có cấp ha, thì thường thường là sẽ triệu chứng nó sẽ rầm rộ hơn và nó cái kéo dài, như thời gian kéo dài của nó thì cũng ít hơn 6 tháng ha. Thì về nguyên nhân á, thì mấy nhóm nguyên nhân thì nổi trội nhất là cái nguyên nhân về cái nhóm mà về siêu vi siêu vi ha. Mấy chị như chị biết thì chắc con cũng có nghe qua là cái con siêu vi viêm gan siêu vi B vậy ha, rồi viêm siêu vi C, rồi các hai cái thể mà ít gặp hơn đó là viêm gan D và viêm gan G ha. Hai cái này cái D với G thì ít gặp hơn. Ngoài ra một số cái nguyên nhân thường gặp như là ví dụ như là viêm gan do thuốc nè, thì thường thường là mấy cái thuốc về ví dụ như là thuốc giảm đau nè, rồi cái thuốc mà tăng huyết áp á, là nó cũng một số cái thuốc nó cũng chuyển hóa qua gan ha, nó cũng gây tình trạng viêm. Ngoài ra cái nguyên nhân mấy anh chị cũng hay biết ha, là đó là nguyên nhân về rượu ha. Nếu mà uống nhiều rượu á thì nó rượu nó và khi uống vô trong cơ thể mình á thì nó sẽ bị được chuyển hóa tại gan. Khi mà thí dụ mình uống nhiều quá thì cái gan nó hoạt động nhiều quá ha, quá mức lên thì nó cũng phải viêm lên. Ngoài ra là một số cái nguyên nhân về bệnh lý về bệnh tự miễn, là thí dụ là thí dụ như là yếu tố gen di truyền ha, thì cái này nó cũng tương đối là hiếm. Thì mình để mình chẩn đoán được cái viêm gan này ha, thì mình phải làm một số cái xét nghiệm bên tại y, thí dụ như là mình làm cái bộ men gan nè. Không biết mấy anh chị có đi khám sức khỏe bây giờ chưa, anh chị thấy có hai cái chỉ số AST LT này chưa? Đi xét nghiệm máu thì thường có đó. Dạ có thấy rồi thầy. Ngoài ra là ví dụ là mình còn phải làm thêm một số cái xét nghiệm, ví dụ là mấy cái kháng thể kháng siêu vi ha, ví dụ như là đặc biệt là mấy anh chị mà ví dụ đi chích ngừa ha, thì phải làm cái một số cái xét nghiệm trước khi mà mình chích viêm gan siêu vi ở B đó, thì mình phải xét nghiệm lại coi là mình có kháng thể chưa ha. Thì đây là cái kháng thể kháng siêu vi này là nó là cái xét nghiệm đó đó. Rồi ngoài ra là có thể mình khảo sát cái một số cái chẩn đoán về hình ảnh ví dụ là siêu âm bụng ha, mình coi coi cái gan của nó mình nó có bị to ra không, và là làm còn nó có bị tổn thương gì không ha, hoặc là nếu mà mình nghi ngờ và mình thấy ví dụ mình siêu âm này mình thấy nó một cái khối gì ha lạ lạ ha, thì mình có thể là chẩn đoán là mình sinh thiết luôn, là mình chọc cái kim vô phần gan rồi mình rút một cái mẫu gan mô tế bào gan ra mình xét nghiệm. Thì hồi nãy em có quên trình bày cho mọi người là cái triệu chứng của cái viêm gan là thường thường nó là cái triệu chứng đó là về vàng da nhiều ha, vàng da có thể là sốt vàng da,
Đó là hai cái triệu chứng đặc hiệu ha. Ngoài ra một số cái triệu chứng nó không đặc hiệu khác gì là bệnh nhân chán ăn rồi đầy bụng khó tiêu ha. Mấy cái triệu chứng đó là gặp rất là trong rất là nhiều bệnh thì nó bị vậy là nên nó không có đặc hiệu lắm. À, thì về tiên lượng ha, thì thí dụ như là bệnh viêm gan CVB đi ha, thì cái thời gian sống sót ha, thì thí dụ như là nếu mà cái thể mà tồn tại là cái thể nó kéo dài á, thì nó tỷ lệ sống tới 97% là nên có nghĩa là đa số là không có, chỉ có 3% là có diễn tiến xấu thôi. À, hoặc là có thể tiến triển là bệnh nhân nó thể tồn tại ở đây là cái nó có cái con siêu vi b đó ha, nhưng mà cái nó cái nó kêu là nó không có hoạt động ha, thì nó chỉ tồn tại trong cái gan của mình thôi. À, còn cái thể tiến triển ở đây á, là ý đó là bệnh nhân có phim siêu b nhưng mà nó có triệu chứng luôn á. À, còn thí dụ mà nếu mà nó có vừa có tiến triển mà nó đã có biến chứng qua biến chứng qua sơ gan nữa thì cái tỷ lệ thấp hơn ha. Thì ví dụ nếu mà sơ gan mất bù nữa là tỷ lệ nó còn thấp hơn nữa. Còn đối với cái viêm gan CBC đi ha, thì cái tỷ lệ sống của nó khá là thấp, tại vì cái viêm sen bị cái viêm gan CBC này là nó bị diễn tiến qua cái sơ gan rất là nhanh ha, sơ gan hoặc ung thư rất là nhanh, bởi vậy là cái tỷ lệ sống của nó hơi bị thấp. À, ngoài ra là cái nó thêm một cái vấn đề nữa là cái để điều trị cái con CVC này rất là khó. À, thì nói chung là thuốc này thứ nhất là mắc tiền ha, là như là một thuốc một lần uống như là cũng nói chung mấy ngàn đô vậy cũng mắc lắm. À, rồi còn cái bệnh về tự miễn thì cái bệnh này thường thường là cái nguyên nhân của nó cũng là khó 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 tìm ra lắm, và cái tỷ lệ trở nặng của nó rất là cao ha, nên bởi vì cái tỷ lệ sống sót rất là thấp. Nói chung là ở đây là cái con CCBB đây là mình gặp ở bên Việt Nam rất là nhiều nè. À, còn cái mấy con C thì cái gì tự miễn thì nó rất là tỷ lệ thì nó thấp hơn, nhưng mà khi mà bị thì nó rất là nguy hiểm. Thì cái đó là về mình nói sơ về cái viêm viêm siêu viêm gan mạn trong cái y học hiện đại ha, thì không biết mấy anh chị có hỏi gì không mà. Dạ không thầy ơi, tiếp đi thầy. Thì thôi mình tiếp qua luôn ha. Thì trong cái viêm gan mạn ha, thì hồi nãy là mình như mình nói á, là nó có hai cái triệu chứng nổi trội, đó là thứ nhất đó là cái vàng da và sốt ha. Thì tương ứng với lại cái tương ứng với lại bên y học cổ truyền ha, thì nó sẽ tương đương với cái chứng trạng là chứng hoàng đản ha, có nghĩa là vàng da ha. Còn cái triệu chứng mà về cổ trướng bán bụng á, thì nói chung là nó cũng là cái biến chứng và cái xơ gan rồi, thì nó cũng ít gặp hơn ha, nhưng mà cái triệu chứng điển hình của nó là cái vàng da là hoàng đản ha. À, thì về cơ chế thì cái vàng da này là thì nó liên quan trực tiếp tới cái thấp thấp nhiệt ở vào cái vùng nó sinh ra ở cái vùng da mình ha. Thì hai cái cơ quan mà liên quan trực tiếp cái thấp nhiệt đó là vào can và tỳ. À, thì nếu mà mình thí dụ là mình lao lực quá hoặc là dùng tủ độc ở đây là rượu ha, nếu mà vâng ha, thì tương ứng với lại cái cơ chế này thì mình cũng tương đương với lại một số cái thể như là ví dụ như là khí trệ huyết ứ ha, can uất tỳ hư hoặc là can âm hư hay can nhiệt tỳ áp thấp ha. Đây là bốn cái thể tương ứng này ha, là can uất tỳ hư, can âm hư, can nhiệt tỳ thấp và khí hư huyết trệ. Thì em xin phép là vô luôn từng từng cái thể của mình luôn. Thì đầu tiên là cái thể là về can uất tỳ hư ha, thì cái cơ cái đây là cũng cái sơ đồ về cái cơ chế bệnh sinh như hồi nãy luôn á. Thì thì cái ngoại tà nó cũng xâm nhập cái mình cũng do tác nhân, ví dụ như là do lao lực ha, tủ độc gì ha, thì nó sẽ tổn thương tới tỳ vị, sẽ sinh đàm thấp, nó sẽ tràn ra bì phu, ngoài bì phu ha, nó gây ra cái triệu chứng hoàng đản. Thì tỳ vị ấy, thì khi mà tổn thương ha, thì nó sẽ tạo ra một số cái triệu chứng về cái vận hóa thủy cấp ha, ví dụ như là ăn uống kém, mệt mỏi ha, đại tiện phân nhão ha, hoặc là khi mà nó tổn thương tới can rồi á,
thì nó sẽ một số cái triệu chứng gì ở đau hông sườn và miệng đắng ha. Khi mà can mà nó bị ướt lại thì thường nó sẽ đau hông sườn và nó sẽ tổn thương, nó sẽ liên quan tới cái đởm đởm chấp ha, thì nó sẽ gây ra cái chắc trào lên đó. Đởm chấp thì can liên quan tới đởm ha, thì đởm chấp nó sẽ trào lên miệng và nó gây ra cái tình trạng là miệng đắng. Thì ha, thì đây là cái chi tiết về cái triệu chứng của cái cục can ướt tỳ hư. À, thì là thì như là cái triệu chứng gì như này nãy giờ em nói á, thì thêm là một số cái về mạch ha, thí dụ như mạch là thì do có tỳ hư thì lưỡi nó sẽ bị nhợt và rêu trắng mỏng, và mạch thì thí dụ can ướt thì nó sẽ có mạch là mạch huyền. Ha, rồi cái em qua thể tiếp theo luôn là về cái thể về can âm hư ha, cái con đường này nó cũng do thập tà liên quan tới tổn thương vô cái kẹn kẹn can ha, thì nó gây ra cái thể là can âm hư. Thì can âm hư thì nó sẽ có triệu chứng, một số cái triệu chứng như là ví dụ như là lòng bàn tay bàn chân nóng nè ha, hoặc là sốt âm ỉ, khát nước, táo bón, lưỡi đỏ. Còn nếu mà tổn thương tới cái thận can thì nó có thể có triệu chứng như là ví dụ là ngủ ít nè, hoặc là triệu chứng là hay câu gắt. À, thì đây là mô tả về cái chứng đó. Ủa sao mấy anh chị thấy có bị mất chữ không? Có đó thầy, chữ gắt nó không có hiện được hết. À, tại cái này là chỉ là cái Google. Tiếp theo là cái thể mà về can nhiệt tỳ thấp ha, thì nói chung là nếu mà tổn thương tới tỳ vị thì nó sẽ có cái triệu chứng là chán ăn và bụng phủ đầy trướng ha. Còn nếu mà về cái tình trạng về thấp nhiệt á, thì nó có thể là triệu chứng, một số triệu chứng như là ví dụ miệng đắng nhớt nè, đau vùng gan, da thường thường là cái mấy anh chị coi để ý ha, là cái triệu chứng mà vàng da á, thì thường thường nó sẽ chia thành hai loại ha, thí dụ là về bệnh lý về tật và hư ha. Vàng da mà nếu mà thực á, thì thường thường là cái da thì nó sẽ sạm sạm và tối ha, còn nếu mà hư thì nó sẽ là vàng, nó sẽ sáng hơn. Còn thì ngoài ra thì cái triệu chứng về đờm thấp thì có thể là gây ra táo bón hoặc là tiểu, nước tiểu nó sẽ vàng ha. Đây là mấy cái triệu chứng cụ thể ra thôi. Thì nếu mà có nhiệt thì lưỡi nó cũng sẽ đỏ và rêu rêu sẽ vàng. Cái thể tiếp theo là cái thể khí trệ huyết ứ ha. Thì khi mà có khí trệ huyết ứ thì nó sẽ có một số cái chứng như là sắc mặt nó sẽ tối là ha, môi thì nó sẽ thâm, và cái lách đó là thực tế là cái triệu chứng này là triệu chứng bên tây y ha, nhưng mà nói chung là nếu mà mình tính ra thì nó cũng là phần của tỳ ha. Thì cái lách nó sẽ to ra và khi mà mình khám lưỡi á, thì sẽ nó có điểm ứ huyết ở lưỡi. Thì mạch thì có thể là thêm huyền sáp ha. Đó là mình đi qua được bố hết bốn cái thẻ rồi đó, thì không biết mấy anh chị gì có hỏi gì không? Ôi giờ thầy cho hỏi là bán bụng là bụng nó bự á thầy. À, đúng rồi, là bụng trong bụng nó có dịch á. Trong bụng có dịch đó này hả? Là cái thể đó là nằm ở thể nào á thầy? Cái bán bụng. Dạ, cái bán bụng này tí nữa mình sẽ nói rõ hơn ở trong cái phần bài sơ gan nha. Thì tương đương với bốn cái thể mình á, thì mình sẽ có bốn cái phát triển tương ứng ha. Ví dụ như là can uất tỳ hư thì mình sơ can thanh nhiệt, có bổ tỳ nữa ha. Còn nếu mà can âm hư thì mình tư chưởng can âm. Còn cái thể mà can nhiệt tỳ thấp á, thì mình thanh can và mình trừ thấp. Còn thể huyết khí khí hư huyết trệ á, thì mình sẽ dùng hai bài sẽ phép trị là hành khí hoạt huyết phá ứ. Thì đầu tiên á, là trong cái về cái châm cứu ha, thì em nói chung em tổng hợp được mấy cái thể đó lại và đưa ra một số cái huyệt về châm cứu, thí dụ như là mà can du hay là can du hay thái xung quang minh ha, là để bổ can. Cái thái xung quang minh ở đây là cái huyệt nguyên lạc của bên kinh can á nha chị,
À, còn cái tỳ du thì cũng là kinh du của tỳ ha, tỳ du kinh du theo huyệt du thôi ha. Còn ví dụ một số cái huyệt mà để trừ đờm như là mấy anh chị mấy mấy bữa nay học á, là ví dụ như là huyệt phong long ha, là trừ đờm ha. Còn hai cái huyệt còn lại là đại trùy và hợp cốc á, là dùng để hạ nhiệt. Còn cái tam âm giao là bổ âm ha. Ngoài ra là một số cái huyệt là ví dụ như cái huyệt thái sung á, là cái huyệt là nó có thêm một cái tác dụng, đó là huyệt về sơ can ha. Còn huyết hải á, là về bổ huyết nhiều, là bổ huyết. À, ngoài ra mấy anh chị có thể dụ là bệnh nhân có mấy cái triệu chứng mà huyết ứ á, thường thường á là nó sẽ có một số cái điểm đau ha, thì mình khi mà mình chập cứu là mình cũng phải lưu ý tới mấy cái a thị huyệt đó nữa, thì mình khi mình chăm mình chăm thêm mấy cái huyệt đó luôn. Còn về dưỡng sinh ha, thì nói chung là có hai cái phương pháp, là ví dụ thư giãn ở bốn thời có kê mông ha. Rồi còn ngoài ra là có cái phương pháp tập mấy ba động tác tập, như ví dụ xoa trung tiêu ha, hoặc là để tay giữ lưng nghiêng mình, là nó cái động tác là nó này là tác động lên cái vùng trung tiêu của mình á. Trung tiêu là có can cho nó ha. Thì còn về thuốc thang á, thì mấy cái thể này thì tương ứng như là một số cái bài thuốc tương ứng pháp trị ha. Thí dụ bài xài hồ sơ can thang ha, là thì là sơ can bổ tỳ ha, sơ can thang bổ tỳ ha. Còn bài thí dụ can âm hư thì là bài dùng bài nhất quán tiễn. Còn bài can nhiệt tỳ thấp ha, thì dùng bài nhân trần ngũ linh tán ha, là bài nó về trừ trừ thấp ha, trừ thấp và thêm một số mấy vị thanh thanh nhiệt ở can ha. Còn bài khí hư huyết trẻ thì mình dùng bài tứ vật đào hồng nhà gia giảm thêm một số vị về thanh can nữa thôi. Là bây giờ mình sẽ đi vô một số cái bài thuốc cụ thể luôn. Thì đầu tiên là cái bài xài hồ sơ can thang ha, thì mấy anh chị thấy là cái xài hồ là quân ha, nó có tác dụng sơ can giải uất thanh nhiệt ha. Là cái thể của mình là thể can uất tỳ hư, thì mà cái tác dụng cần phép trị của mình là sơ can, thì cái bài bài vị thuốc là xài hồ là quân nè ha. Rồi mà làm một số cái vị thuốc khác, là nói chung là trong sách nó ghi cái bài này cũng hơi lạ ha, tự nhiên cái mấy cái vị khác là nó ghi tất cả đều là thần hết luôn, mà mấy chị không thấy có ba cái vị nào mà tả sứ hết ha, cũng hơi lạ cái đó ha. Thì mấy chị thấy là cũng một số cái bài thứ vị thuốc như là hành khí hoạt huyết ha, thì do là can đây là can uất ha, thì mình phải dùng một số cái vị về hành khí để cho cái hành khí nó không bị uất nữa ha. Thì ví dụ là anh chị thấy những vị vị là chỉ thực ha, là chỉ thực là phá khí nè ha, xuyên khung hành khí, hậu phát hành khí, rồi một số cái vị thuốc khác gì giống như để hòa hoãn cái vị thuốc lại ha. Ví dụ như canh thảo bắc ha, bổ trung ích khí ha, đại táo là nói chung nó cũng là điều hòa bài thuốc thôi. Rồi cái bài tiếp theo đó là bài của cái thể can âm hư ha, thì là bài về nhất quán tiễn gia giảm. Thì thực tế là cái bài nhất quán tiễn này thường thường là nó được sử dụng trong cái thể là bài trong cái thể là phế âm hư ha, trong mấy cái bệnh về thí dụ lao hay là gì ung thư phổi ha, thì cái thể này nó gặp cho nhiều trong mấy cái bệnh đó. Thì cái bài nhất quán tiễn này á, nó cũng dùng được trong cái bài can âm hư luôn, thì mình gia thêm một số cái vị như là bị về kỷ tử ha, rồi hoặc là về kỷ tử ha, thì nó sẽ có tác dụng về tư tư can nữa. Thì ngoài cái tác dụng mà bổ âm với là bổ phế ra, thì nó có tác dụng bổ can luôn, thì mình sẽ sử dụng cho cái can âm hư cũng được. Mấy anh chị thấy ha, thì có mấy cái vị như là sa sâm ha, là dưỡng âm sinh tân ha, mấy mạnh môn hay là gì đó ha, là thực tế là cái bài này là dùng trong cái phế âm hư nhiều hơn á, mà mình gia thêm cái bài kỷ tử ở đây để dùng trong cái thể can âm hư đó. Thế là mình dùng lục vị vẫn được ha, mình thêm thí dụ là lục vị kỷ cúc kỷ tử ha, cúc hoa ha, vẫn xài được ha. Rồi cái bài tiếp theo là cái bài nhân trần ngũ linh gia giảm, thì cái bài này trong cái thể mà can 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 can, can nhiệt tỳ thấp ha, thì mấy anh chị thấy là nó có cái mấy bài thuốc về chủ về táo thấp hóa đờm nhiều ha.
Ngoài ra là có tác dụng tỳ nữa, về cho tỳ nữa ha. Và cái bài tiếp theo là cái bài tứ vật đào hồng ha, thì nó cũng lấy từ cái bài tứ vật á, là bài bổ huyết. Nó gia thêm mấy vị như là đào nhân hồng hoa nè, là để hoạt huyết thôi. Rồi ngoài ra là trong đối với cái thẻ mà huyết trệ huyết ứng ở trong cái hoàng đản này thì mình gia thêm một số cái vị như dụ là đen sâm hay là di ngô sắc ha, để mà tăng cái tác dụng hoạt huyết lên với lại chỉ thống đó. Tại vì thường thường là cái khi chuỗi ứng này sẽ có đau 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 nữa ha, thì mình dùng trong cái di ngô sắc để mình giảm đau. Thì đây là cái bảng mà nó gọi là thì mấy mấy anh chị ấy ha, thì có một số cái vị mà mình sử dụng trong cái bệnh lý này nó lặp đi lặp lại rất là nhiều ha, ví dụ như vị kỷ cúc xài hồ, kỷ tử ha. Thì theo có một số cái nghiên cứu á, thì người ta thấy rằng là cái vị thuốc mà như là kỷ tử xài hồ, đương quy, đại táo, cam thảo ha, thì nó có tác dụng là bảo vệ cái tế bào gan ha. Thì nó bây giờ là khi mà mình sử dụng cái vị thuốc này nè, nó sẽ có tác dụng trong cái bệnh mà viêm viêm gan mạn của mình nè. Ngoài ra một số cái vị như là ví dụ bạch tuộc, kỷ tử, phục linh ha, thì nó làm cái tăng cái miễn dịch của mình, thì nó sẽ có tác dụng mà chống lại cái con vi vi khuẩn nhiều hơn. Còn cái vị xài hồ ha, thì nó lại có thêm cái tác dụng đó là nó kháng mấy con virus của mình đó ha. Tại vì cái mà trong cái viêm gan mạn của mình nó có nguyên nhân là do mấy con BC vậy đó ha, thì cái xài hồ này nó có tác dụng kháng mấy con này. Ngoài ra một số cái vị thuốc ví dụ như là sa sâm ha, thì có tác dụng hạ nhiệt, hạ sốt ha, hạ thân nhiệt của mình đó. Hoặc là cái bạch chuột là nó có tác dụng điều hòa mấy cái chức năng của gan. Thì bài cái bài về viêm gan mạn đó thì em trình bày vậy là xong rồi đó. Mấy anh chị có hỏi gì không ạ? Không thần là thầy cho em hỏi là có người bạn mà bị tiêm corticoid đó nhiều quá rồi giờ có bụng nó bự ra là phải phù phù mặt Dạ, cái đó là nhiều khi là bị hội chứng cút xiên nghe anh. dạ nó có liên quan gì tới gan không mày Dạ không, cái này liên quan tới cái tuyến thượng thận ấy. thấy bụng nó bự á Dạ. Tại nó liên quan tới cái việc tái phân bố mỡ trong cơ thể. Thường thường là bệnh nhân sẽ, ví dụ bị cú xiên á, thường thường sẽ bị mập trung tâm á. dạ đúng rồi mập mặt á Là mặt, cái cái mặt nó sẽ đỏ và nó bự lên. vậy nó không có liên quan là cổ tướng bán bụng á này Dạ, không mà dạ thường cảm thường ơn cái cổ chứa ví dụ bán bụng này là mình sẽ thường thường là nó có triệu chứng là ví dụ cái bụng nó sẽ to ha, nhưng mà mình phải chẩn đoán phân biệt với lại cái việc là bụng béo phì ha. Thì khi ví dụ bên tây y thì khi khám á, thì thường thường mình sẽ dùng cái thủ thuật đó là gõ bụng, là mình đặt cái ngón tay giữa của mình lên cái bụng của bệnh nhân, thì rồi mình dùng một cái ngón giữa bên tay đối diện ha, mình gõ vô cái ngón giữa của mình. Khi mà mình gõ vô thì mình nghe sẽ tiếng ha, thì nó có hai khả năng ha. Thì thứ nhất là nó nghe là trong ha, nghe trong thì nó có thể là do là bệnh nhân có khí, không biết có chèn khí gì bên trong vô nó bờ đâu ra ha, thì mình hoặc là nó có thể bình thường ha, bình thường cũng có trong ha. Còn thế mà mình gõ nghe thấy nó đục á, nó đục mà khi mà mình cho bệnh nhân nghiêng một bên á, mà cái vùng đục á nó thay đổi, thì lúc đó là mình sẽ phải cho mình suy nghĩ là trong bụng nó có dịch ha. Tại vì do mình nghiêng qua nghiêng lại á, cái dịch trong ổ bụng nó sẽ di chuyển theo cái bụng ha. Thì cái lúc mà mình gõ á, thì mình sẽ phân biệt được cái mức độ, mức trên là không có dịch á, phía dưới có dịch á ha, thì lúc đó mình sẽ chẩn đoán là bệnh nhân có bán bụng. Ngoài ra là có một cách khác nữa là ví dụ mình nhìn vô cái rốn á anh chị. Ví dụ mà bệnh nhân nào mà có cái bụng bụng bé bụng á, mà nó căng ra á, thì nó sẽ đẩy cái rốn của mình lên luôn, thì lúc đó rốn nó có thể lòi ra hay gì đó ha. Còn nếu mà dùng bụng bụng béo phì á, thì cái rốn thường thường nó sẽ lõm vô.
Tại vì túi túi thượng thượng thận nó bị hư đó thầy, vậy là thận hư phải vậy. Dạ không ạ. À. Cái thận này của mình là nó khác bên y học hiện đại nha anh. Thì thận bên này bên bên đông y là bao gồm các tuyến thượng thận luôn sao thầy? Dạ không, tùy thí dụ nó một số chức năng thì nó trùng lập, nhưng mà cái tuyến thượng thận là một số chức năng khác thì nó không thuộc trong cái chức năng của thận ha. Mình bên tay động y của mình không có chia theo theo tạng như như bên thầy y ha, nên mấy anh chị đừng có nhầm lẫn vậy. Dịp tuyến thượng thận là bên đông y là gì thầy? À, bên đông y không có tuyến thượng thận luôn anh. Dạ, cảm ơn bạn. À, không không thì mình có cần giải lao không? Hay là dậy luôn cho này nghỉ sớm luôn à? Học sớm nghỉ sớm đi thầy ơi. Rồi, dạ thôi mình học luôn ha. Dạ thầy, học luôn đi thầy. Thầy ơi, với lại mấy cái slide cũ á, thầy mà của mấy bài trước á, thầy cho tụi em xin để Dạ về dạ ông bà. để chắc mai dạy mình dạy xong hai bài thì ngày mai cái mình gửi con quà hết luôn ha, chứ công gửi lắc nhắc mất công. Dạ cảm ơn thầy. Nhà mọi người thấy chưa? Thấy rồi thầy. Dạ thì mình qua cái bài tiếp theo là cái bài sơ gan ha. Thì sơ gan là chắc mấy anh chị có biết tới đúng không? Dạ, biết sơ sơ Có. Có nghe thôi. Có anh chị nào có ý kiến có cái hiểu biết gì về cái sơ gan này không, mình chia sẻ với lớp mình được không? Như em biết sơ sơ thầy thì bác em là bị thì nó vàng hết da à, mà phải dùng thuốc, mà vừa rồi có một thời gian mà xài dùng thuốc thời gian dài đó, nhưng mà đến khi bác thấy khỏe khỏe cái gan men gan nó tốt á, khỏe lại không dùng thuốc nữa, thì dẫn đến khoảng 3 tháng sau thì gan nó bị hư. Nó ảnh hưởng tới các vấn đề liên quan tới vấn đề khác. Rồi bác mất luôn. Lúc bác mất thì ga có cái bụng bụng là một nó trương nó to lắm. Cái con một với da nó vàng hết, người nó vàng hết. Đó là theo theo cái trường hợp bên nhà em là mới bị vậy. Chị nắm sơ sơ như vậy. Có mấy anh chị nào mà thì như 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 anh nãy có chia sẻ ha, thì nói chung là nó chỉ là mà anh vừa nói vừa rồi thì nó chỉ là một phần nhỏ cái triệu chứng của cái triệu chứng sơ gan ha. Tại vì cái sơ gan này là cái nó tập hợp rất là nhiều triệu chứng. Tại vì cái gan của mình đó là nó đóng vai trò, nó đóng nó có chức có rất là nhiều nhiệm vụ ha. Nó tổng hợp protein rồi nó dự trữ chất rồi nó chuyển hóa chất tùm lum ha, chuyển hóa thuốc, chuyển hóa tùm lum hết ha. Thì khi mà nó có bị cái tổn thương gì đó thì nó cái hoạt động của nó sẽ có bị vấn đề, nó có vấn đề ha. Thì nói chung là gan, cái gan với cái thận của mình là hai cái cơ quan mà nó dùng để chuyển hóa cái thuốc và thức ăn với chất của mình, chất vật chất trong người mình ha. Nếu mà hai cái này, một trong hai cái này bị là nói chung là cũng rất là mệt rồi đó. Thì em qua luôn cái phần này luôn ha. Thì theo cái định nghĩa của WHO ha, thì cái xơ gan là cái tiến trình tạo mô xơ lan tỏa làm thay đổi cái cấu trúc bình thường của gan thành cấu trúc nốt bất thường và làm mất tổ chức tiểu thùy gan ha. Thì mấy anh chị cứ tưởng tượng như là ví dụ mình
cái tay mình đi ha, tự nhiên mình bị thương, bị thương xong ha, lâu ngày cái tự nhiên cái nó lành lại nhưng mà nó thành sẹo á, thì cái tương tự thì đây là cái gan nó cũng vậy. Ví dụ mà cái tổn thương gan mà nó lâu ngày quá ha, thì nó để giống như là cơ thể mình nó muốn mà nó giống như là nó khép lại cái phần vết thương đó ha, thì nó sẽ dùng nó sử dụng cái mấy cái mô liên kết á, nó tạo ra cái mô liên kết ở cái vùng tổn thương đó ha, để nó liền lại cái vùng tổn thương. Thì lâu thì cái sơ ở đây nó là cái mô liên kết á, thì bình thường là cái vị trí đó là cái tế bào gan ha, thì nó sẽ đảm những đựng mấy cái chức năng của cái gan của mình, là dù chuyển hóa hay là dự trữ ha. Thì cái việc tại nhưng mà sau cái tổn thương đó thì cái tế bào gan nó chết đi, thì nó thay bằng cái mô sơ đó, thì có nghĩa là cái vùng đó ha, thì cái nó thành tế bào sơ. Thì tế bào sơ này nó chỉ là một cái tế bào giống như là liên kết hai cái phần hai cái phần tế bào lại với nhau thôi, thì cái vùng đó nó sẽ mất cái chức năng của cái tế bào gan đi ha. Thí dụ mê sơ nhiều cái sơ vùng sơ nó mà lan tỏa lên hết luôn thì có nghĩa là cái gan của mình mất hết chức năng luôn, đúng không? À, thì lúc đó thì nó sẽ gây ra cái triệu chứng là cái triệu chứng sơ gan của mình. Thì mấy anh chị lưu ý ha, cái tế bào gan của mình là cái tế bào mà nó gọi là nó hoạt động bền bỉ nhất luôn á. Thì mấy anh chị là biết là thì ví dụ là bệnh nhân đi ha, bị tổn thương 2 phần 3 gan đi ha, mà cắt đi á, nhưng mà cái 1 phần 3 còn lại nó vẫn hoạt động bình thường ha, là mấy anh chị biết là nó hoạt động dữ dội như thế nào luôn rồi đó. À, thì nói chung là để mà chẩn đoán cái sơ gan này ha, thì nó cái sơ gan này chia thành hai loại, là cái sơ gan còn bù, sơ gan mất bù. Thì thường thường á, là cái sơ gan còn bù là cái giai đoạn nó còn tiềm ẩn á, mà mình chỉ phát hiện được trong được cái là mình bị sơ gan còn bù hay không khi mà mình làm cái xét nghiệm, ví dụ chẩn đoán về hình ảnh, hay dù là siêu âm bụng ha, hoặc là sinh thiết gan, thì mình mới biết được là mình có bị sơ gan còn bù hay không. Còn khi khi cái giai đoạn mà mình dẫn bệnh nhân nhập viện nhiều, ví dụ là như là cái giai đoạn về sơ gan mất bù này ha, thì lúc đó thì nó sẽ xuất hiện rất là triệu chứng rầm rộ, như là anh hồi nãy nói ha, là cái bị vàng da rồi bụng trướng lên đó ha, thì nó sẽ gây ra một số cái triệu chứng thuộc nhóm, ví dụ là hội chứng suy tế bào gan và hội chứng tăng áp lực tĩnh mạch cửa ha. Là anh chị biết ha, hội chứng là nó tập hợp tập hợp gồm nhiều triệu chứng ha. Thì trong cái sơ gan mất bù này nó chia thành hai cái nhóm hội chứng chính, đó là hội chứng suy tế bào gan và hội chứng tăng áp lực tĩnh mạch cửa. Thì đầu tiên á, là mình sẽ đi vô cái hội chứng tế bào gan ha, thì nó hội chứng này là rất là nhiều ha, ví dụ như là vô là mệt mỏi, đầy bụng, khó tiêu, chán ăn, cân, thiếu máu, vàng da ha. Rồi triệu chứng gan, ví dụ bán bụng, phù chân, vàng da, rồi xuất huyết dưới da ha, tại vì gan nó có thêm cái chức năng đó là cái tổng hợp ra mấy cái tiểu cầu với lại mấy cái chất chống đông ha. Khi mà gan tổn thương vô là mấy cái đó nó cũng cái chức năng tổng hợp nó cũng giảm ha, thì bệnh nhân dễ nó bị bầm, bị tím hoặc là chảy máu ha, hoặc là bệnh nhân ví dụ bị sao mạch lòng bàn tay son ha, vú to ở nam, cái này là vú to ở đây là ý là bị nữ hóa tuyến vú ha, là cái vú cái ngực của người đàn ông ha, anh chị khác thấy là nó sẽ khác với lại người người nữ ha. Thì khi mà bệnh nhân này bị cái sơ gan á, thì cái nội tiết của cái người nam này nó sẽ bị thay đổi ha, nó sẽ ảnh hưởng lên cái vùng tuyến vú ha, thì nó sẽ gây ra nữ hóa tuyến vú, nếu anh chị nhìn nó như là ngực của người phụ nữ luôn á. Rồi ngoài ra thí dụ là có chuyển như là rậm lông ha, như tương tự như là cái teo tinh hoàn ha, là cũng liên quan tới cái nội tiết ha. Còn nữ, nếu mà nữ á, thì nó sẽ ảnh hưởng lên cái việc cái kinh của nguyệt của mình nè ha, hoặc là cái tình trạng đầm lông nữa ha. Rồi bệnh nhân có thể tăng đường huyết hoặc là đường huyết ha, thì tại vì trong cái gan ha, là nó có một số cái nó có chức năng, đó là thứ nhất đó là dự trữ glucagon, là cái chất mà để dùng để thí dụ mình trong máu của mình nếu mà đường huyết nhiều quá ha, thì nó sẽ tới gan và nó được chuyển hóa thành cái glucagon để dự trữ qua gan. Khi mà thí dụ mình trong đường huyết mình nó thấp xuống đi ha, thì cái gan này nó sẽ
phân hủy cái glucagon đó, là nó tạo đường huyết để nó tăng cái đường huyết trong máu mà lên. Thì khi mà cái chức năng của cái gan mà bị rối loạn rồi ha, thì cái đường huyết của mình nó có thể tăng hoặc giảm ha, là do cái hai cái cơ chế này. Ngoài ra một số cái triệu chứng như là bệnh não gan ha, thì bệnh nhân bị tăng bilirubin quá nhiều ha, hoặc là thì cái trong máu ha, thì nó có thể gây nó cái tình trạng là trong máu nói chung là cái bệnh não gan này là cái cơ chế này nó người ta chưa tìm hiểu nhiều ha, nhưng mà người ta thấy là cái nồng độ nitơ trong máu đó, nó là cao hơn, nó cao thì cái nó gây ra tình trạng là bệnh nhân bị hôn mê gan á, anh chị có nghe không? Dạ không thầy, cái đó chưa nghe. À, thì cái này chắc mấy anh chị đi bên Tây Y mới nghe, bệnh viện Tây Y là vô mấy cái khoa tiêu hóa thì thấy gặp cũng nhiều á, đặc biệt mấy bệnh nhân nào mà sơ gan mất bù mà vô còn nằm phòng cấp cứu á. À, thì nói chung là giới thiệu sơ thôi chứ cái này chắc anh chị có ít gặp là, mà nói chung là mình sẽ biết, nên biết ha. Ngoài ra một số cái triệu chứng thấy như là liên quan tới thận ha, là hội chứng gan thận hoặc là tan chuyển hóa ha, tại vì nó cũng liên quan tới cái việc mà mấy cái nồng độ pH trong máu trong nước tiểu đó ha. Rồi là một số là nãy em nói ha, là nó làm giảm nó làm tăng tiết axit dạ dày trong cái dạ dày ha, thì nó có thể là gây ra loét dạ dày, hoặc là cái bilirubin trong máu mà tăng nhiều quá thì nó gây ra sỏi mật ha. Rồi một số cái triệu chứng khác như là anh chị thấy là cái móng ha, cái móng thường thường nó sẽ nhà trắng ha, và cái ngón tay nó sẽ cái kiểu ngón tay dùi trống ha, cái này là khá là đặc hiệu ha. Mấy anh chị tưởng tượng cái dùi trống á, là cái phần dưới nó sẽ thon đúng không, còn cái đầu nhọn nó sẽ phình ra đúng không, phình ra ha, thì cái ngón tay mình nó cũng vậy luôn. Hoặc là cái kiểu kiểu con một số cái kiểu co đút cơ cái phần bàn tay ha. Thầy có cái hình minh họa không thầy? À, cũng mới muốn coi mình nè thì có, nhưng mà mình nên không, không không có bỏ vô đây á, thì nếu mà mới mấy chị có muốn coi thì chắc là để gửi lại có hình luôn. Dạ, có gì thầy gửi lại Dạ đi thật. dạ Không thầy. dạ thì đó là cái hội chứng về cái hội chứng suy tế bào gan ha, thì nó rất là nhiều triệu chứng, nên mấy anh chị coi nói chung coi tham khảo thôi chứ chứ cũng không có bắt mấy anh chị nhớ gì đâu, chứ nói chung việc cái chẩn đoán mà hội chứng suy suy gan này là phải ngay cả bác sĩ Tây y nó cũng chẩn đoán cũng rất là khó ha, tại vì nói chung là nó không có một cái tiêu chuẩn nào mà nó bắt lại, ví dụ à phải có những cái triệu chứng này 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 thì mình mới chẩn đoán được hội chứng suy gan. Nói chung là mình phải tìm tất cả các triệu chứng này, là mình nói chung là càng nhiều càng tốt thì mình mới củng cố được cái chẩn đoán của mình, chứ chưa không có cái quy định là à ví dụ bệnh nhân sao mạch là mình kêu là hội chứng tế bào gan chưa chắc ha. Chứ như thí dụ là mình qua cái hội chứng thứ hai là cái hội chứng tăng áp lực tiểu thành cửa ha, là do là cái gan của mình đó là cái nó có cái tĩnh mạch cái nó sẽ thông với lại cái tĩnh mạch chủ dưới ha, và có tĩnh mạch gan trên với gan dưới đó ha, thì khi mà gan nó có nó bị tổn thương á, là tại vì mấy anh chị biết là cái hệ thống tĩnh mạch á, nó cái gan á nó hoạt động á, là nó nối với cái mạch máu của mình mà mấy cái tĩnh mạch nhỏ nhỏ trong gan á, thì cái mấy tĩnh mạch đó nó sẽ đổ về cái tĩnh mạch gan trên rồi nó đổ về tĩnh mạch chủ dưới và đi vào tim, thì khi mà cái tế bào gan này mà nó bị tổn thương á, thì nó sẽ gây ra tổn thương vào cái hệ thống tĩnh mạch luôn. À, thì nó sẽ gây ra một cái triệu chứng thí dụ như là bán bụng ha, hoặc là thoát vị rốn, tuần hoàn bạn hệ ở đây là cái trường hợp là ví dụ là cái tĩnh mạch của mình ha, thì mấy anh chị tưởng tượng đi là cái tĩnh mạch của mình đó là nó bình thường nó sẽ chạy theo cái đường chính ha, tuy nhiên là ví dụ hơi co mấy anh chị tưởng tượng là ví dụ mình đi ra ngoài đường ha, ví dụ cái mình đi ra một đi từ nhà nhà mình tới 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 nơi làm đi ha, ví dụ mình đang bình thường là mình đi thẳng một lèo là tới rồi, mà tự hơi tới hôm đó tự nhiên cái có bị chặn đường có lô cốt gì ha, thì mình giờ mình phải đi đường vòng rồi đúng không,
thì cái tĩnh mạch này nó cũng vậy, khi mà cái tĩnh mạch này nó bị ứ, nó về về cái tĩnh mạch chủ dưới không được á, thì giờ nó phải luồn lách và mấy cái giống như là cái nhánh mà thông với lại mấy cái đường khác ha, để nó về tĩnh mạch chủ dưới. Thì khi mà máu nó đi mà mấy cái nhánh này nhiều quá ha, thì cái nhánh nó này sẽ phình lên, thì do máu nó nhiều vô nhiều quá thì nó đẩy mấy cái tĩnh mạch nó phình lên ha. Thì khi đó đó mình sẽ thấy được là cái tình trạng là cái tĩnh mạch ở cái vùng bụng hoặc là vùng vùng bụng hoặc là phần phía dưới ngực đó, thì nó sẽ thấy là cái tuần hoàn, cái hệ thống cái tĩnh mạch nó nổi lên ha. Bình thường là mình thấy không có, nhưng mà khi mà mình khám bụng hay là ngực đó, thì sẽ thấy. Ngoài ra là do là máu cái tình trạng mà thiếu máu ha, thiếu máu nhiều lâu ngày á, nó cũng gây ra cái tình trạng là lách to. Rồi ngoài ra là ví dụ là như như cái tĩnh mạch chủ dưới ha, nó cũng thông với mấy cái tĩnh mạch ở thực quản hoặc là tĩnh mạch dạ dày ha, tĩnh mạch tràng ha. Thì như vậy là khi mà bị giãn như vậy á, thì nó có thể là cái tình trạng là bị xuất huyết tiêu hóa hoặc là bị chỉ hậu môn á. Số cái biến chứng do sơ gan nó gây ra, ví dụ như là biến chứng thì bán bụng khó khó kiểm soát ha, là cái triệu chứng là ví dụ là cái bệnh lý và bán bụng á, là bình thường á, ví dụ mình cho cái thuốc về lợi tiểu ha, thì khi mà mình cho lợi tiểu thì nó sẽ cái bụng nó thường thường nó sẽ xẹp xuống ha. Nhưng mà đối với cái bán bụng khó kiểm soát này là mình dùng lợi tiểu mà nó không không mà bụng nó vẫn cứ phình lên, thì cái đó mình sẽ gọi đó là bán bụng khó kiểm soát. Còn như nãy mình nói ha, thì do là giãn cái tĩnh mạch thực quản thì nó sẽ gây ra cái tình trạng là xuất huyết dạ dày ha. Rồi ngoài ra thí dụ bị nhiễm trùng là do cái chức năng tổng hợp mấy cái chất của gan á, nó có vấn đề ha, thì cái miễn dịch nó sẽ giảm xuống, nên vì vậy là bệnh nhân này có thể bị nhiễm trùng, dễ bị nhiễm trùng hơn. Mà đặc biệt là cái tình trạng là nhiễm trùng dịch bén ha, là bệnh nhân là thường thường là trong cái bụng ổ bụng của mình ha, là do là cái tình trạng mà thiếu protein á ha, trong máu nó thiếu protein ha, thì cái dung dịch nói chung do cái khuếch tán dung dịch ha, từ từ nơi nồng độ cao tới nồng độ thấp ha, thì dịch nó sẽ đi ra cái ổ bụng rồi vô cái dịch nên nó tạo ra thành dịch ở màng bụng. Thì thường thường là cái dịch đó nó sẽ vô khuẩn ha. Tuy nhiên mà nếu mà ví dụ như là nó bị trong cái miễn dịch kém ha, thì có thể là do nó trong ổ bụng mình nó có con vi khuẩn gì đó sẵn, thì nó sẽ gây ra cái tình trạng là nhiễm trùng dịch bén ha, hoặc là lao ha. Ngoài ra ví dụ có hội chứng này, nếu như mình nói ví dụ hôn mê gan hay là hội chứng gan thận là nãy mình nói trên rồi nên không nói lại. Mà ngoài ra ví dụ mình nếu mà sơ gan lâu ngày á, thì nó có thể gây ra ung thư hóa cái tế bào gan đó luôn. À, thì cái đó là cái phần về giới thiệu của cái sơ gan về cái y học hiện đại rồi, thì mấy anh chị có hỏi gì không ạ? Không thôi ạ. Em hỏi là lòng bàn tay son là như thế nào thầy nhỉ? Dạ, cái lòng bàn tay của mình nó thường thường là nó không có cái nó sẽ nó không có màu đỏ ha. Thì về cái bàn tay, lòng bàn tay son, thì cái khi mà chị nhìn vô mình chị sẽ thấy là cái bàn tay, cái phần mà giáp giữa cái bàn với lại cái ngón của bốn ngón ngón trỏ, bốn ngón mà không phải ngón cái á ha, thì mình sẽ thấy nó phía dưới đó cái chỗ tiếp giáp với bàn tay á, nó sẽ thấy một cái vùng đỏ đỏ ha, thì cái đó mình gọi là bàn tay son. Nó có hình ảnh luôn á, để có gì thêm vô trong. Thì vậy thôi mình đi tiếp luôn ha. Thì trong sơ gan á, thì trong y học cổ truyền không có bệnh sơ gan ha. Thì tương đương là thì cái sơ gan này nó tương đương với một số cái triệu chứng hiệu như là thủy thuẫn ha, hoặc là hoang đản và cổ trướng. Thì hai cái triệu chứng nói chung là điển hình nhất là cái thủy thuẫn là phù và bán bụng ha, cổ trướng ha. Phù này khác cái phù, thực ra cổ trướng nó là một phần của cái phù, cái thủy thuẫn á, là nó gọi là phù ha, nhưng mà đặc biệt là nó phù ở vùng bụng ha. Thì về nguyên nhân và cơ chế ha, thì nó liên quan tới cái cũng liên quan tới cái tỳ vị với là cái can ha. Thì do cái
cái thấp nhiệt ha, thì nó nung nấu thì nó nung nóng nung đốt cái tinh dịch của mình thì nó gây ra đờm thấp, đờm thấp ha, thì nó sẽ gây ra triệu chứng về vàng da. Và ngoài ra là cái tỳ vị á, khi mà bị tổn thương nó sẽ tạo ra một số cái triệu chứng như là ví dụ chán ăn, đi cầu phân sống ha, hay là phù phù rồi teo cơ ha, xuất huyết hoặc là đầy bụng ha. Hoặc là nếu mà tỳ tỳ vị mà nó tổn thương lâu ngày á, nó cũng ảnh hưởng tới cái tạng thận bên đây ha. Tạng thận thì cái tạng thận này nó cũng một phần nó cũng gây ra cái tình trạng thủy thủng luôn, thủy thủng và cái này thủng cổ trướng ở bụng trướng á, thì nói chung là tương ứng với cái đó thì mình sẽ cũng có bốn cái thể ha. Thì chắc là thể về can ha, thấp nhiệt can ha, thể về tỳ, thể về thận, như còn một thể là thể đờm thấp nữa ngay đây. À, ngoài ra còn có thể là thủy thủy khí tương kết ha, thì cái này em sẽ trình bày sau ha. Cái thể này là hơi đặc biệt. Đầu tiên là cái thể can can út tỳ hư ha, thì triệu chứng nó cũng tương tự như là cái can út tỳ hư bên bên cái viêm gan mạn ha. Ừ. Thì cái thể này, cái triệu chứng của cái thể can út tỳ hư này á, thì nó tương đồng với cái giai đoạn mà xơ gan còn bù của mình ha. Nói chung là mấy cái triệu chứng này là nó triệu chứng nó không có đặc hiệu gì lắm, nên thường là người bệnh nó không sẽ thường người sẽ không có nó không có đi khám ha. Ngoài cái thể tiếp theo là cái thể âm hư thấp nhiệt ha, thì nó cũng là có triệu chứng với âm hư, ví dụ như là táo bón ha, mạch táo bón nước tiểu vàng ha. Ngoài ra có triệu chứng về nhiệt ha, nhiệt đặc biệt ha, là ví dụ chảy máu chân răng ha, chảy máu cam, chảy máu chân răng ha, rồi sốt âm ỉ họng khô ha, mạch huyền tế. Mà là mấy anh chị để ý ha, là đây là bệnh nhân là có bị da vàng sậm tối ha, là do là cái tình trạng này là có thấp nhiệt ha, nó về thực nhiều hơn, hơn âm hư này, do nó sinh nội nhiệt á, nội nhiệt là nhiệt thực ha, nên là cái da sạm này nó cũng là da sạm ha, chứ không phải da sáng ha. Còn về cái tỳ 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 thận dương hư ha, thì nó có sẽ triệu chứng của tỳ ha, ví dụ như là mệt mỏi chán ăn bụng trướng. Còn về thận thì có thể là bị chân chân phù ha, thường thường là cái phần phù ở vùng chân á, thường thường nó sẽ liên quan tới cái vùng thận nhiều hơn. Và còn nếu mà phù ở bụng á, là thường thường là về liên quan tới, tới can ha. Còn ví dụ mà phù mặt á, thì là thường thường liên quan tới phế. Một số cái triệu chứng của dương hư như là ví dụ sợ lạnh ha, rồi mặt trầm ha, rồi lưỡi bẹo, và cái khí trệ huyết ứ là nó có triệu chứng cũng tương tự như là cái khí trệ huyết ứ bên viêm gan mạn ha, thì bệnh nhân sẽ có mùi thâm, người gầy lắc to ha, đống đau hông sườn, bụng trướng nổi gân xanh ha. Đây là cái triệu chứng nó cũng gợi ý cho mình cái khí hư huyết trệ ha. Rồi ngoài ra là cái mình có thể khẳng định luôn là ví dụ là mình khám lưỡi mình khám thấy có điểm ứ huyết ha, mình chẩn đoán được luôn cái hệ khí hư huyết trệ luôn ha. Tuy nhiên lưu ý ha, là bình thường ở trên lâm sàng á, là bệnh nhân thường thường là có nhiều bệnh khác nhau ha. Thí dụ có thể bệnh nhân là có huyết ứ nhưng mà ứ chỗ khác ha, chứ không phải ứ ở, ở chỗ gan, thì có thể là mình phải lưu ý ha. Thì thí dụ như bệnh nhân bị huyết ứ lưng, cái đau lưng đi ha, thì nó vẫn có điểm ứ huyết, nhưng mà nó có thể kèm theo một cái thể, ví dụ bệnh nhân bị thể tỳ tận dương hư trên cái nền mà khí huyết ứ trệ ha, thì nó vẫn có huyết ứ. Rồi cái thể thể này nãy không không có ghi trên cái sơ đồ bệnh lý này, là cái thể thủy khí tương kết ha, thì là nó liên quan tới cái tình trạng đó là xơ gan bán bụng kháng trị ha, là cái xơ gan bán bụng không kiểm soát được hồi nãy á ha. Thì triệu chứng của nó là sẽ là cổ trướng to ha, là bụng 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 phù to á, và nhanh, bệnh nhân thường thường sẽ không nằm được,
và bệnh nhân là thiểu ích thể tỵ không thông là mạch huyền sát ha. Thì về phương pháp điều trị á, thì tôi đưa những năm cái thể đó ha, thí dụ thể về bị can út tỳ hư đi thì mình sơ can khí kiện tỳ, còn về can gì tư âm hay ha tư âm hư đàm nhiệt ha thì mình dùng bài tư âm thanh can và trừ thấp ha. Còn nếu về về tỳ thận dương hư á, thì mình ôn bổ tỳ thận dương và hành thủy, còn khí hư huyết trệ thì mình dùng hành khí hóa ứ ha. Còn riêng với cái thủy cái thể mà thủy kết thủy khí tương kết này thì mình dùng cái tiếp chị là công hạ thủy trục ha, thủy trục thủy ha. Nói chung là cái trục thủy này là mình cho lợi tiểu mạnh luôn á. Thì cái châm cứu thì nói chung là nó cũng tương tự như là cái viêm gan mạn thôi, thì do cái cơ chế nó cũng khá tương đồng ha, chắc em qua luôn. Thì dưỡng sinh á, thì mấy anh chị lưu ý ha, thì nó có cái vấn đề là do là bệnh nhân nên giảm đạm này ha, ăn đạm mà khi mà bị xơ gan thì ăn ít đạm lại ha, tại do là nó liên quan tới cái việc mà gan nó không chuyển hóa protein được được tốt ha. Rồi ngoài ra là nó liên quan tới cái việc mà bệnh lý về não gan á, là người ta thấy là cái chế độ nó ăn nào mà nó có nhiều nitơ á, tại vì trong protein là nó có cấu tạo bằng cái acid amin ha, trong acid amin thì nó có rất là nhiều nitơ, thì khi mà mình ăn cái chế độ mà nhiều nitơ thì nó sẽ dễ bị hôn mê gan. Nên bây giờ là khi mà bị sơ gan là mình sẽ ăn giảm đạm lại. Thì về thuốc thang á, thì tương đương với phép trị ha, thì có tương đương một số cái bài thuốc, ví dụ như là bài can út tỳ hư ha, thì là bài tiêu dao da giảm ha. Thì bài tiêu dao là cái bài bữa mình học rồi, là nó có tác dụng về sơ can khí ha, thì mình da giảm thêm một số cái vị để kiện tỳ nữa thôi, tương tự như cái bài sơ hồ sơ can thang ha. Nghe mấy chị đọc tên thôi cũng thấy nó có tác dụng sơ can rồi ha, mình cũng gia giảm mấy cái vị tỳ kiện tỳ vị vô luôn. Cái thể mà khí trệ huyết ứ á, thì mình dùng có thể dùng bài tứ vật đầu hồng ha, gia giảm rồi mình tùy ha. Thí dụ bệnh nhân nào mà có cái can sơ can nó bị út nữa ha, thì mình có thể mình thêm cái sơ can nữa. Còn cái bài là bài cách hạ trục ứ thang ha, thì nó cũng là cái bài có tác dụng hay hành thiếu hay ít thôi, nhưng mà nó cũng có sơ can luôn sẵn cho nó rồi, thì mình khỏi dễ giảm nữa. Còn cái thể về âm hư thấp nhiệt ha, thì mình tư âm trừ thấp ha, thì mình dùng bài lục vị địa hoàng, rồi mình gia một số cái vị về hóa đờm trừ thấp ha, ví dụ như là bạch chuột ha, địa gốc bì, bạch mao căn ha. Còn về tỳ thận dương hư ấy, thì mình dùng bài phụ tử lý chung gia giảm, và bài này là bổ về phần dương nhiều nhiều. Còn về cái thủy khí tương kết đó, thì mình dùng bài tập táo thang, tập táo thang là 10 trái táo ấy. Thì nói chung là cái bài này là tác dụng của nó là dùng để lợi tiểu mạnh ha, để mình hành thủy ra cho nó nhiều. Thì mới có một số cái bài thuốc mà mình học rồi, ví dụ như bài lục vị địa hoàng là mình bữa mình nói đó rồi ha, hay tứ vật đầu hồng ha, hoặc là tiêu dao tán, hay là xài hồ, là mấy bữa là mấy cái bài trước là mình nói rồi, nên mình không có nói đây ha. Thì mình xin phép đi một số cái bài thuốc mà nó không có nó lạ mà mình chưa gặp bao giờ, như là cái bài cách hạ trục ứ ha, hoặc là phụ tử lý trục, hoặc là tập tấu thang ha. Đây là cái bài về cách hạ trục ứ. Thì như chị thấy thì ha, thì nó có một số cái vị như là hoạt huyết ha, hoạt huyết dưỡng huyết nhiều ha, hoạt huyết ý sự ứ ha. Tuy nhiên là mình có thêm một số cái vị như là hương phù chỉ sát ha, dùng để lý khí. Cái bài thuốc tiếp theo đó là bài phù tử lý chung ha, thì bà vị quân nó là phù tử là nó dùng để trợ dương ha, mấy mấy cái vị này thường là để trợ dương lợi thủy, rồi bổ kia bổ tỳ ha. Thì do là thể của mình là thận dương hư thì mình bổ dương, ngoài ra mình có cái da số cái vị về thẩm thấp nữa ha. Đây
đây là như vậy chặt tả đại phúc bì ha, tẩm thấp phục linh này ha. Rồi còn cái bài tập tớ khang á là bài về nó trục thủy ha, thì mình cái vị nguyên hoa của mình là dùng để trục thủy ha, tiêu đờm giải độc. Rồi ngoài ra một số cái vị khác trục thủy khác như là canh tại để đại kích ha, dùng để có tác dụng làm thần. Còn cái đại táo đây dùng để hòa hoãn vi thuốc thôi. Nè thì bài đó tới đây là hết rồi.